Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, comment cảm xúc cũng như là đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn khi nghe chuyện, các bạn nếu mà thấy hay hay là có một cái vấn đề gì đó, hy vọng rằng mọi người hãy bình luận để giúp cho cái kênh được có cái sự tương tác với khán giả nhiều hơn. Rất mong được mọi người ủng hộ bằng cách đó. Rồi. Không làm mất thời gian của cả nhà nữa, chúng ta bắt đầu ngay vào câu chuyện của ngày hôm nay. Thì hôm nay Bảo xin gửi đến các bạn câu chuyện của bác Ba Thoại. Thì bác Ba Thoại có kể một câu chuyện về chính người anh ruột của mình. Do là cái tính chất của câu chuyện cũng rất là ghê và rùng rợn, hơn nữa xảy ra nhiều cái việc mà bác Ba Thoại nói là rất là đau lòng khi mà nhớ lại cái câu chuyện đó. Nhưng muốn chia sẻ câu chuyện này để cho Bảo có thể kể cho mọi người cùng nghe, phần nào tránh đi, tránh gặp cái trường hợp giống như là gia đình của bác Ba Thoại. Bởi vì câu chuyện này là kể về bác Hai, tức là anh ruột của bác Ba Thoại cả nhà. Bác Hai sinh số và bị quỷ bắt chết nha cả nhà. Rồi, chúng ta bắt đầu vào câu chuyện nè. Thì khoảng 25-26 năm trước á, gia đình của bác Ba Thoại thì gồm có 4 thành viên thôi. Gồm có ông bà Út là ba mẹ ruột của bác Ba Thoại và bác Hai. Bác Ba Thoại thì hồi đó bác 31 tuổi nhưng bác chưa có vợ. Bởi vì cái cuộc sống hơi khó khăn nha cả nhà. Cho nên là lúc đó là bác không có tiền để mà cưới vợ. Ông bà Út cũng rất là lo lắng về cái điều này. Tại vì nói gì thì nói, trong nhà tuy là có hai đứa con, nhưng mà bác Hai á thì tối ngày ăn chơi không mà cả nhà, ít có khi nào mà làm việc cái gì để mà phụ với gia đình cả. Thêm một phần nữa là lúc trước á thì lo cưới vợ cho bác Hai. Bác Hai cũng có đợi vợ rồi, nhưng mà ổng ăn chơi rồi ổng không có lo làm ăn, đến độ á là phải tan vỡ cái cảnh vợ chồng với nhau. Lúc đó bác Hai gái cũng có hai người con với bác hai trai đó, nhưng mà do là bác hai trai không có lo lắng gì cả, tối ngày cứ cờ bạc rượu chè rồi xin tặc quánh vợ quánh con. Lúc đó bác hai gái mới không có chịu được nữa và quyết định là thôi nhau. Thôi nhau có nghĩa là ly dị của mình đó cả nhà. Bác hai gái dắt hai đứa con về luôn cả nhà và không ở lại bên đây. Có thể nói thì bác hai gái là từ mặt bác hai trai luôn. Từ đó về sau là giống như là chuyện của ông thì ông làm, chuyện của tôi thì tôi làm, cuộc sống của ai nấy sống, không có bất luận một cái quan hệ gì cả. Cái điều đó làm cho ông bà Út rất là đau lòng, bởi vì nói gì thì nói, ông bà Út rất là thương con dâu. Bác hai gái á, tuy không phải là một cái người con dâu như ý, hoàn hảo, nhưng mà được một cái là siêng năng và giỏi giang, rồi lo lắng cho gia đình. Bấy nhiêu thôi là đủ rồi cả nhà. Còn những cái tính lặt vặt khác thì mình không đề cập tới làm gì. Mỗi một con người thì không ai là hoàn hảo cả. Cái cuộc sống vợ chồng của bác Hai đã bị tan vỡ và bây giờ bác Hai sống một mình. Nhưng mà sống trong nhà luôn. Theo kiểu là sống đơn độc, không có vợ con á. Rồi bác không thay đổi tính tình. Mặc cho ông bà Út khuyên răng cỡ nào cũng không chịu nghe. Đến độ mà thiếu nợ nhiều quá. Lúc đó gia đình buộc lòng phải bỏ trốn cả nhà. Phải bỏ trốn, bỏ quê cha đất tổ, bỏ trốn đi lên một cái vị trí khác. Lên trên đó thì nói chung thì cũng cực khổ lắm. Thời gian đầu cũng cực khổ lắm. Nhưng mà cũng may mắn là cũng dành được một ít tiền. Cũng có người tốt bụng người ta giúp đỡ. Rồi cất lên một cái nhà, rồi đó làm ăn. Cứ tưởng rằng là tới đây thì bác hai trai đã sửa đổi được tính tình và không chơi cờ bạc nữa. Nhưng mà không ngờ bác hai vẫn là tính nào tặc nấy. Cái lúc mà ở dưới quê cũ á, thì bà con hàng xóm khá là đông nha cả nhà. Nhà khu vực đó ở đông lắm, nhưng mà đi đến cái chỗ này thì nó rất là vắng. Có thể nói á, là cách nhau khoảng chừng là 5-70 thước thì có cái nhà thì đã gọi là những cái khu vực mà có nhà cửa ở đông rồi đó. Còn cái chỗ của gia đình ông bà Út cũng như là bác Hai và bác Ba sinh sống thì cái chỗ đó nó vắng cực kỳ luôn cả nhà. Cách cả 100-something thước mới có nhà. Mà cái kiểu dân trong đó là người ta đa phần người ta nghèo. Có một cái được một cái là cái sản vật của thiên nhiên thì nó hơi trù phú.
dựa vào cái nghề bắt cá hay là cắm câu này nọ đó thì cũng mưu sinh được cuộc sống. Nhưng mà đặc biệt á, là từ cái vị trí nhà của ông bà Út trải dài vô khoảng là 2 cây rưỡi số, thì ở chỗ đó là đặc biệt là không có nhà ở luôn, mà người ta đồn với nhau rằng trong đó có một cái con quỷ nó ở một cái địa điểm á, là thay vì cái đường đi chính, cái đường đi chính nói là đường đi chính thôi nha cả nhà, chứ thật ra nó nhỏ lắm, nó không có lớn, nó có chừng là 2 thước hơn à. Đó thì cái đoạn đường này nó rất là vắng nha, cỡ cây mấy số là không có nhà cửa ở. Thì ở nửa cái đoạn đường này nó có một cái con đường mòn đó thì đi thẳng vô bên trong độ khoảng chừng 100 đến 120 thước, thì cái chỗ đó nó bụi lùm đồ này nọ, cây cối nó tùm hết trơn. Thì người ta đồn rằng là ở trong đó có một cái con quỷ rất là ghê. Thì cái sự đồn đó không phải ngẫu nhiên mà có nha cả nhà, là bởi vì là có những người đi vào trong đó và đã bị con quỷ đó nó nhát rồi, mà thậm chí nó rượt luôn, mà không phải đơn giản là chỉ là nhát là rượt thôi, và những người bị những cái trường hợp mà bị nó rượt giống như là cái cảm giác là bị nó nắm chụp vào một cái vị trí nào trên cơ thể á, là hình như là qua một bữa sau kể như là cái chỗ đó nó đau nhức rồi, nó khó chịu cực kỳ lắm, phải cúng kiếng dữ lắm thì mới có khả năng là hết. Mà đôi khi là đi mời thầy á nha, là những ông thầy mà yếu yếu tản là không dám vô á. Thì lúc đó có một cái trường hợp của cái ông hai này nè. Ông hai này thì ổng nhà ổng thì ở sâu hơn nữa, thay vì cái nhà của ông bà Út đi 2 cây rưỡi số thì tới cái vị trí đó, cái vị trí đó thêm 1 cây rưỡi số là không có nhà ở, có nghĩa là đã được 4 cây số rồi cả nhà, thì mới trải dài xuống dưới nó nữa thêm cỡ 1 cây mấy số nữa thì có cái nhà của ông hai. Cái ông hai này á thì ổng có một cái người bà con, cái người bà con ổng thì nở nằm ở cái khoảng giữa từ nhà của ông bà Út cho tới cái vị trí mà nghe đồn có quỷ, có nghĩa là ông muốn đi đến thăm bà con thì ông phải đi ngang cái chỗ đó. Ông hai mỗi lần ông đi á thì lúc đó ông có một cái chiếc xe đạp, ông chở theo một cái đứa cháu nội của ông, cái đứa cháu nội là đứa bé trai và lúc đó thì nó khoảng 7 tuổi. Cái việc mà đồn đoán có quỷ đó thì bản thân của ông hai này á, ông có thể nói là ông không có nghe cả nhà, tại vì dân chỗ đó người ta ở vắng quá, mà cứ lo tối ngày đầu tắt mặt tối, lo đồng lo ruộng, hơi đâu mà để ý tới mấy cái chuyện đó. Cái ông mới đi thì ông chở cháu nội ông đi, ông thăm cũng mấy lần rồi chứ không phải là một lần duy nhất mà ông gặp, đi sơ buổi sáng hay hoặc là về buổi chiều, về buổi trưa, thậm chí là về buổi tối, ông đã đi nhiều lần rồi và ông không hề gặp cái hiện tượng tâm linh gì cả. Thì tới cái lần đó, bữa đó nghe nói là ông chở cháu đi thì đi qua bên cái chỗ người bà con chơi á, chơi xong cho đến khoảng là 7 giờ rưỡi tối thì ông bắt đầu về. Nhưng mà cái chiếc xe của ông là cái xe tầm vong á cả nhà. Mà cái lúc mà đi về á thì cái chủ nhà bà con đó đó, người ta có gửi cho ông một mấy cái trái bưởi, trái này trái nọ với lại vài trái dừa. Thì cái tuy là xe tầm vong nhưng ông vẫn chế một cái yên ở phía sau để ông chở cháu. Còn cái này là bây giờ là có thêm mấy cái đồ, mấy trái dừa với mấy cái bưởi này nọ đó cả nhà, thì ông phải để phía sau ông xiềng cái dây lại. Bởi vậy là ông đưa cái đứa cháu ông ra ngồi ở phía trước. Đó, thì hai ông cháu chạy về một cách bình thường, chạy tới cái vị trí đó thì nó cũng cái tầm 8 giờ tối rồi. Cái ông đang chạy như vậy đó, cái đứa nhỏ nó ngồi ở bên trước cả nhà, nó mới nói: "Ủa ông nội ơi, ông nội." "Ờ cái gì con?" "Ông nội ơi, người ta mà lớn nhất là người ta cỡ ba lớn vậy ông nội." Kiểu đứa nhỏ nó còn nhỏ quá cả nhà, rồi nó lại sống trong một cái khu vực mà vắng người đó, cho nên là phần nào nó bị thụ động, nó không có nhìn nhiều cái thế giới bên ngoài, có thể mình hiểu như vậy đó. Thì nó không biết, nó mới hỏi. Nó hỏi ông hai như vậy thì ông hai cũng hơi giật mình, nhưng mà ông chỉ là cười cười thôi. Ông nghĩ là cháu mình nó ngây thơ quá. Ông hai ông mới nói á: cái này thì nội nói cho con nghe. Cái người mà bự nhất á thì cỡ như ông nội vậy nè, lớn hơn ông nội chút xíu nữa là người ta kêu là lớn con rồi. Lớn hơn chút xíu là lớn hơn bao nhiêu ông nội? Cao hơn cỡ nào ông nội?" Cái ông hai ông nói: "Ừ thì ông nội nè, ông nội là 1 thước 7 á nghe, thước 7 mấy á,
Thì cái người nào mà lớn gì á thì cỡ chừng là lớn hơn, cao hơn ông nội chừng khoảng một gang tay vậy đó con. Cái kiểu mà một cái người ông nói chuyện với một cái đứa cháu trong cái đoạn đường vắng này thì cứ nói chuyện bình thường thôi cả nhà. Cái đứa nhỏ nó mới nói: "Ủa vậy sao con gặp cái ông đó, ông đứng mà sao ông bự quá, ông bự đâu gần bằng cái cây mít nhà mình đó nghe ông nội. Cái cây mít nhà của ông hai á thì nó cao cả nhà, nó kiểu mà ông mới trồng chỉ khoảng có năm mấy 2 năm thôi, mà mít hồi trước á đâu phải như mít mình bây giờ mà mới có nhỏ nhỏ là có trái đâu, mấy cái loại mít lớn á, thì cây mít nhà ông nó độ khoảng chừng là 2 thước rưỡi thôi, nếu mà tính nó cao hết luôn á thì khoảng 2 thước rưỡi. Cho nên á là ông mới nói: "Ủa con làm gì mà có người lớn vậy, mà ở đâu ra?" Tại vì bản thân ông hai ông không hề thấy cái gì hết, mà đứa nhỏ nó lại nói là nó thấy có cái người đứng đứng ở bên đường và nói là rất là lớn. Thì con nít mà đôi khi có nó dòm thấy một cái gì đó trong đêm, với cái đầu óc ngây thơ của nó thì nó nhìn ra cái hình thù này hình thù nọ thì nó cũng rất là bình thường. Cái ông hai mới nói: "Ờ con ơi không sao đâu, chắc là con dòm lộn đó." Thì mới vừa nói cái đó dứt tiếng, cả nhà cái đứa nhỏ nó la làng lên: "Dừng dừng xe là ông nội, dừng xe là đụng đụng cái ông lớn con kìa." Thì nó la lên như vậy. Ông hai ông mới giật mình, ông sợ nó té. Ông mới thắng cái xe đạp của mình lại. Thì ông thắng lại, ông dòm tới phía trước có cái gì đâu, hoàn toàn không có cái gì hết. Còn cái đứa nhỏ này nó mới đưa tay nó chỉ ra trước nó nói: "Trời ơi xíu chút là ông nội đụng 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 người đó rồi, mà cái người đó bự quá ông nội, bự hơn cái mít nhà mình nữa." Cái ông hai ông nói: cái gì con, có ai đâu mà con nói như vậy?" Thì nó chỉ nó: "Kìa kìa ông đi lại kìa, ông đi lại, ông đứng kìa, ông đứng kế bên, đứng kế bên." Thì cái ngón tay của nó chỉ ở cả nhà, thay vì cái đứa nhỏ nó ngồi trên chiếc xe đúng không, thì nó chỉ ngang như vậy, thì có nghĩa là mình thấy là chắc cũng xa xa, cũng không không có đoán được cái vị trí chính xác. Nhưng mà nó chỉ như vậy, xong cái nó chỉ gần gần lại, nó mới chỉ là theo cái khoảng cách đó, là độ khoảng 2 thước hơn rồi cả nhà. Nó mới chỉ xuống vậy nè, nó nói: "Trời ông đứng đó mà cái mặt nó lại ngước lên." Cái ngón tay thì nó chỉ xuống mà cái mặt nó lại ngước lên, giống như thể nó đang dòm một cái hình bóng gì rất là lớn. Cái nó mới khều 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 ông nội ở cả nhà, nó nói: "Ông nội ơi, ông nội, sao mà cái ông này á, ổng cái răng ổng dài như là con heo nhà của bà Sáu." Cái đứa nhỏ nó nói vậy đó cả nhà. Ông hai ông nói: "Cái gì trời? Cái gì mà con nói cái gì đâu không vậy?" Là bởi vì cái bà Sáu bà có một con heo của bà nó rất là già rồi, cũng ở gần xóm á, nhưng mà bà kiểu mà bà quý á cả nhà, bà nghĩ là hồi trước bà nhờ con heo này nó sinh ra những con heo con lứa này lứa nọ, nó làm cho cuộc sống gia đình của bà được ổn định hơn, cái kinh tế nó được tốt hơn, cho nên là bà giữ bà làm kỷ niệm, bà không có hời bán hay gì trơn, khi nào nó chết thì bà chôn. Và con heo đó nó già, quá già cho nên cái nanh nó hơi dài cả nhà. Thì cái lúc này nè, ông hai ông nghe ông mới giật mình, ông nói: "Làm gì mà người nào mà lớn như vậy mà lại có nanh?" Thì bản thân ông là cái người đã từng trải qua cái cuộc đời rồi, đã mấy chục, hơn 60 năm cuộc đời, thì cũng mấy mươi mấy chục năm là ông khôn, cái khôn của ông nó có rồi, và bản thân ông đi làm chỗ này chỗ kia thì cái chuyện ma quỷ nó ông gặp hoài cả nhà, hồi đó ma dữ lắm đó. Cho nên là ông hai ông mới giật mình, ông nói: "Không lẽ là cháu mình thấy cái gì trời?" Cái ông mới nói: "Thôi con, bây giờ con nhắm mắt lại, con ôm ông nội đi." Thì thay vì cái xe tầm vong ở cả nhà ở phía trước nó thẳng vậy nè đó, cái đứa nhỏ thay vì nó ngồi thì bây giờ nó đứng dậy và nó quay mặt ra phía sau. Nó quay mặt qua phía sau thì cái đầu nó vẫn kề vô cái vai của ông hai vậy nè, nó dòm ra phía sau á. Thì lúc này nó khóc nha, bởi vì nó gặp ông này quá lớn rồi, nó sợ nó khóc. Cái ông hai ông mới dỗ dỗ: "Không có sao đâu con, không có sao đâu con." Ông dỗ như vậy nhưng mà trong lòng ông khắn. Ông nói nếu như mà có cái cô chú hay là cái chư vị nào á mà khuất mặt khuất mày ở đây nhát cháu tôi á, thì thôi đừng có nhát nữa. Cho ông cháu tôi về đi, rồi có gì á, là ngày mai tôi qua tôi cúng. Cái ông giái như vậy rồi nha, thì ông mới chạy, bản thân ông không thấy mà, ông mới chạy, còn đứa nhỏ nó quay mặt ra phía sau rồi. Thì ông chạy độ khoảng chừng là 120 thước hay đến 150 thước,
cái tầm khoảng đó. Thì cái đứa nhỏ nó lại tiếp tục khóc, mà nó khóc theo kiểu là nó dậy nảy á, xém chút là nó đã té xuống dưới xe rồi. Ông nội chạy lẹ cái ông bự, cái ông lớn, ông rượt, nó nói là có ông lớn rượt cả nhà. Thì ông hai ông cũng biết rồi, ông một tay ông chụp cái đứa nhỏ, ông sợ là cái là cháu của ông té đó, ông mới đạp thiệt là nhanh. Ông đạp dời tới nhà rồi á, ông mới giật mình là cái đứa cháu của ông á, sao mà nó không khóc. Đó là ông mới đem ông bồng xuống, ông coi kỹ nó, thì lúc này các bạn ơi, nó ớ cái mặt nó giống kiểu là cái miệng nó bị méo qua một bên vậy đó. Nó nói chuyện không được, nó khóc cũng không ra tiếng nữa, mặc dù nước mắt nó chảy ròng 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 mà khóc không ra tiếng. Ông hai ông nói trời đất, quỷ thằng ơi, kia này là nó bị dông nhát rồi, dông hành rồi. Ông mới lật đật, ông kêu con cái trong nhà ra lấy đồ nè, muối gạo rồi trái cây ông đem về được, hay cái này cái kia có cái gì ông đem ra ông cúng, cúng ngay thời điểm đó luôn chứ không có đợi tới sáng gì cả. Cái cúng xong đi về, đi về tới nhà rồi á, cái đứa nhỏ tự động nói chuyện được cả nhà. Nó nói ông nội, ông nội vô vô ngủ đi, cái ông kia ông nói tao tha cho mày á, mày mày không có được đi đường này nữa. Thì nó vừa nói mà nó vừa khóc, nó nói là cái ông đó nói với nó là tao tha cho mày á, mà mày không có được đi cái đường này nữa. Là từ cái lần đó luôn, ông hai là không dám chở cháu nội của mình đi ra cái đường đó nữa. Đó, thì cái câu chuyện nghe rất là ghê nha cả nhà. Nhưng mà có một cái á, so với những người khác, những người lớn tuổi hơn, thì cái đứa cháu của ông hai á, cháu nội của ông hai nó đỡ một chút xíu, là nó còn đỡ, nó không có gặp những cái hiện tượng mà dây dưa mấy ngày sau cả nhà. Thì có những người á nghe, người ta bị theo kiểu là bị rượt, đang đi vậy cái nhào ra rượt cả nhà, rượt rồi làm dữ lắm nha. Đó, thì mà những người mà chạy thoát được á, cảm giác như mình chạy thoát được á, thì kiểu không sao, chỉ là bị hoảng sợ hoảng loạn khi mà mình gặp quỷ gặp ma thôi. Còn những người mà giống như là cái cảm giác là bị nó chụp vô cái vai, hay là bị nó chụp vô cái chân cái tay gì đó, thì kể như là sáng bữa hôm sau á, là mấy chỗ đó nó bầm mà nó nhức, nhức trong xương mà nhức da cả nhà, không biết sao ngộ vậy đó. Thì đi lên nhờ thầy bà này nọ đó, thì người ta chỉ cũng hết chứ không phải không hết, nhưng mà nhờ mấy cái ông thầy đó về cái chỗ này để mà mình kiểu là coi có quỷ này nọ không là trắng đó, thì mấy ông không dám. Mà cái khu vực cái chỗ này thì nó vắng, mà người nghèo nữa, hơi đâu mà đi xa để mà tìm thầy cả nhà. Thì bây giờ biết chỗ đó không có thôi né chỗ đó ra, biết chỗ đó có quỷ này nọ thôi né, không đến gần. Thì cái lúc cái câu chuyện đó nó xảy ra trước khi mà gia đình của ông bà Út, bác hai và bác ba về đây sinh sống là khoảng tầm là 5 năm. Đó. Thì cái lúc mà về rồi thì cái dư âm của cái câu chuyện hồi trước á, tới thời điểm hiện tại mà gia đình của ông Út ở đây sinh sống là đã nghe bà con người ta kể rồi. Bà người hỏi là bây giờ còn không? Thì người ta vẫn nói á, cái chuyện còn không thì không biết. Nhưng mà hồi đó sợ quá. Thêm phần nữa là mấy cái người giờ người ta đi ngang đó mà lỡ người ta gặp người ta về, người ta cũng không có dám nói nữa. Cho nên là xác minh được cái việc đó có còn hay không thì không ai dám khẳng định đối với gia đình ông bà Út cả. Thì nghe là chỉ nghe thoáng qua thôi, nhưng đối với những người như là bác ba, ông bà Út thì nghe vậy biết vậy, mai mốt mình đi tới chỗ đó mình tránh mình né, không nên đi vào ban đêm, đi một mình này nọ. Còn đối với bác hai á, thì ổng lại xem đây là một cái cơ hội đối với ổng. Thì khi mà ổng về đây, ổng sinh sống được khoảng một tháng mấy à cả nhà. Thì ổng mới rù rì, ổng quen được với một số bạn. Những người bạn đó cũng không ở gần đây, nhưng mà cũng có chung cái quan điểm với ổng là thích ăn chơi không à. Đó, bác hai ổng, nói chung thì cái lúc mà ổng về đây, ổng có làm nha cả nhà, có làm. Nhưng mà làm xong rồi bao nhiêu tiền ổng đem đi ổng chơi. Ông chơi nhưng mà ông quen gì đây, ông đâu quen biết được ai nhiều đâu, đâu có mượn tiền mượn bạc gì được. Còn gia đình của ông bà Út thì nói nếu mà mày cứ như vậy hoài á, thì tiền bạc mày đừng có nói là tao đưa cho mày nữa. Mày lớn rồi, một đời vợ rồi mà mày không biết chi thu làm ăn. Mày cứ làm bao nhiêu rồi mày chơi hết bao nhiêu. Thì thôi, từ đây sắp tới mày làm thì mày sống. Nhà cửa đó thì tao không có đuổi mày. Nhưng mà mày cứ sống cuộc sống của mày đi, khuyên mày hoài mày hết nghe rồi. Bác ba cũng quá khuyên bác hai nhưng mà khuyên không có nghe. Thì ông tụ tập với một số bạn, rồi ông đi chơi này nọ, động ít về nhà lắm cả nhà. Rồi tới khi mà ông về á, là ông nài nỉ ông xin tiền. Mà tính của ông bà Út
thì giận thì giận như vậy, nhưng mà được mà ông bà có cái tính đó là thương con cái quá, cho nên là lúc giận thì vậy, mà qua rồi nài nỉ rồi thì ông cũng cho. Ông cho rồi thì cũng ở nhà được vài ngày là tiếp tục đi nữa. Đi xong mấy ngày sau lại về thì cũng hết tiền. Rồi bác hai á, ông ở đó được khoảng chừng là 3 tháng sau á, thì ông mới rủ mấy người bạn của ông. Thì những người bạn này bảo cũng giấu tên và thay đổi bằng cái tên khác. Thì ông mới rủ ba người, gồm có chú Tuấn nè, chú Cẩm và chú Giang, với lại bác hai là bốn người. Thì bốn người này mới rù rì với nhau á, là đi ra cái chỗ mà người ta đồn có quỷ hồi trước, bây giờ nghe nói là vẫn còn, thì bây giờ đi ra ngoài đó để mà xin số, chắc là linh dữ lắm đó. Rồi thậm chí có một số người họ lại nói rằng là đi ra ngoài đó đó nghe, nếu mà hợp nó cho là trúng hoài luôn, nhưng mà phải cúng cho nó nghe. Cái chuyện kiểu mà những người đó họ qua lại với nhau rồi họ chơi chung với nhau này nọ, rồi họ đồn đoán ra cái chuyện đó. Thì cái nhóm của ông bác hai mới quyết định như vậy cả nhà. Thì có bốn người, và ông bác hai ông hoàn toàn không biết rằng đây là cái lần định mệnh mà ông bước ra ngoài đó là ông không có ngày về cả nhà. Tối đêm đó đó thì bốn người gồm có bác hai, chú Tuấn, chú Cẩm và chú Giang, thì cả bốn người mới đi ra ngoài cái khu vực chỗ đó đó, đi thẳng vô cái vị trí mà người ta đồn rằng á, là con quỷ nó ở trong đó. Thì cái bụi lùm này nọ vẫn còn nha cả nhà, chứ không phải là bây giờ là nó thông thoáng đâu, nó là tùm rồi, nó nhìn nó ghê rợn lắm. Nhưng mà bốn người này á, thì cái kiểu là trong người có sẵn con ma rồi, tức là con ma đề đó cả nhà, cho nên là chắc là chắc không sợ. Cho nên là đi vô dòm quá, xong rồi sắp xếp ra mấy cái bàn cầu cơ xin số này nọ, rồi làm cũng bài bản lắm, rồi bốn ông mới ngồi. Lúc này cái vị trí ngồi á, thì Bảo nói như thế này ha. Bác hai á, thì ông ngồi cái vị trí là từ mé sông ông dòm vô. Có nghĩa là ông dòm vô mấy cái bụi mà đồn thổi là trong đó có con quỷ đó. Ông ngồi ông đối diện ha. Thì đối diện với ổng là chú Tuấn, còn ở bên tay phải của ổng là chú Cẩm, bên tay trái là chú Giang. Thì bốn người mới ngồi bao quanh một cái bàn cơ ở giữa, thì lúc này mới đọc lên những cái câu thần chú gì đó mà họ học được, rồi đốt đèn cầy này nọ lên, rồi đốt nhang này nọ lên cúng. Cúng được một hồi rồi thì không được, cũng không thấy bất cứ một cái hình ảnh hay là một cái biểu hiện gì cho thấy là có ma hay là có quỷ gì cả. Thì lúc này mấy ổng mới đổi vị trí với nhau, thay vì chú Tuấn ngồi đối diện với lại chú bác hai, chú Tuấn với bác hai ngồi đối diện, thì bây giờ họ đổi vị trí với nhau, có nghĩa là bác hai là ngồi vào bên trong và quay mặt ra hướng sông, còn chú Tuấn á, là cái người mà dòm ra sau lưng của dòm đối diện với bác hai, và dòm ra sau lưng của bác hai là cái chỗ mà nghe nói là có quỷ nữa ở đó. Còn hai chú kia thì vẫn ngồi y chang như vậy. Lúc này thì chú Tuấn ổng mới nói thôi bây giờ mày để tao đọc, mày đừng có đọc, mày đọc không lên rồi để cho tao đọc. Chú Tuấn ổng mới đọc cái bài cầu cơ. Thì khi mà ổng đọc xong á, thì cả chú Cẩm và chú Giang và ngay cả bác hai đều rùng mình hết trơn, và rùng mình theo cái tiếng đọc của ông chú Tuấn luôn. Thì lúc này á, có khả năng là ông chú Tuấn thay vì ổng thấy ông bác hai á, ổng đã đọc cái bài cúng rồi, mà ổng đọc một cách bình thường cho nên nghe không có gì để sợ. Còn ông chú Tuấn thì ông đọc theo kiểu là ông giả cái giọng mà nó rùng rợn ở cả nhà, giống như kiểu mà người ta nói là gọi ma gọi quỷ lên thì phải kêu nó cái tiếng thật là thê lương thơ tha thiết thì nó mới lên đó. Ông đọc theo kiểu đó đó, bởi vậy là ba ông kia đều rợn người và lạnh người, là chỉ suy nghĩ như vậy thôi. Và cũng hy trong lòng á, cũng hy vọng rằng á, là sẽ có cái dòng nào đó lên để mà cho mình số, bởi vì cũng chơi quá thua rồi, tiền bạc đâu nữa mà chơi. À, thì lúc đó đang ngồi một hồi lâu nha, cũng rùng rợn này nọ, nhưng mà cái con cơ á, thì nó không có chạy, nó không có chỉ ra ma quỷ hay cái gì cả, mà tự dưng ông bác hai á, ông nói sao kỳ vậy ta,
sao sau lưng mình nó cả lạnh lạnh, giống như là ai mà đặt cái tay lên mà sờ lên vai mình vậy đó. Là ông bác hai lúc đó ông có cảm giác đó nha, thì ông mới quay mặt sang ông chú Tuấn á, ông mới nói Tuấn Tuấn Tuấn, thì dòm qua cái đèn cầy thì ông chú Tuấn ông thấy được ông bác hai là ông đang liếc bắt theo kiểu là ông gia dấu mày dòm ra phía sau tao có ai hay không. Chú Tuấn ông hiểu ý, ông mới dòm thì ông không thấy gì trên cả nhà đó, thì cũng im ru lắc 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 cái đầu để mà trả lời cho ông bác hai nghe. Thì ông bác hai ông cũng hiểu ý là ông chú Tuấn nói là không có gì cả, cái cũng ngồi ngồi xuống để mà chờ đợi coi bây giờ là suy nghĩ làm sao, chờ đợi một chút xíu nữa không được thì phải nhờ người khác để mà đọc. Cái tự dưng á ông chú Tuấn ông mới nói sao tự nhiên ta rùng rợn, không phải tao đi về à, thì có nghĩa là chú Tuấn ông đòi về. Cái chú Cẩm và chú Giang thì không chịu, nó thôi mày cắt công đi vô tới đây nửa đêm nửa hôm vô trong đây rồi lạnh muốn chết, lớp nào mũi nó chích nữa, mà bây giờ dậy gì, thì bốn thằng hai thằng bay cầu rồi thì không được thì thôi à, tới bây giờ tới hàng tao để cầu coi được hay không, nhằm khi không hợp. Thì lúc đó chú Giang mới là cái người đổi chỗ chú Tuấn. Thì cái lúc mình mới đứng lên để mà đổi chỗ á cả nhà, thì bản thân của ông bác hai ông ngồi đây ông mới nghe, ông nghe cái tiếng nói mà nói theo kiểu là cái giọng giống như cái kiểu là của một cái người già mà bị khan tiếng vậy đó cả nhà. Mày ơi, mày chết, mày chết, nói rõ ràng như vậy nghe. Mà cái lúc này á là ông bắt hai ông rõ ràng là ông dòm ba người đang đổi chỗ với nhau và ông dòm thấy là không có một người nào nói chuyện chứ, còn cái tiếng nói này nó phát ra phía sau lưng của mình. Mày ơi, mày chết. Cái giọng nói nghe rất là ghê cả nhà, khiến cho một cái người mà gan dạ như ông bác hai ông cũng giật mình, ông rùng mình và ông định là quay lại ông dòm. Ông quay lại ông dòm thì ông không thấy, mà hỡi ông quay mặt lại ông dòm thì ông nghe cái lời đó giống như là một cái cơn gió vậy đó, nó thổi thổi vô cái lỗ tai ông, mà cái kiểu giống như là cái hai cái vai của ông là đang bị một cái hai cái bàn tay nào rất là lớn và nó đang chụp lên vai của ông vậy. Ông chịu không nổi cả nhà, mấy ông kia mà thay phiên nhau đọc này nọ là ông nói thôi bây giờ dẹp dẹp dẹp, ông đứng dậy ông đi về. Một hai ông đi về, buộc lòng là ba ông kia cũng phải là dẹp để cho ông bác hai ông đi về. Nhưng bản thân của họ thấy cái hành động của ông bác hai đi vô trong đây dốt cuộc là đòi về, nhát sợ đòi về, thì ba người kia cũng bực, vừa đi phía sau mà vừa nói á, mày làm gì đó hả? Vũ anh em cũng là mày là cái người vũ, mày rủ cho đã rồi mày đi vô trong đây á, rồi mày bỏ mày về, tao nói với mày thôi về đi, về đi, đừng có tự nhiên tao ớn ớn sao á. Đó. Thì lúc đó ông bác hai ông mới về nha cả nhà, nhưng mà ông về thì về ông vẫn có cái cảm giác là có người đi theo, nhưng mà chỉ là dừng lại ở cái chỗ là cảm giác thôi, chứ ông hoàn toàn không dòm ra một cái người nào đi theo ông cả. Cái ông mới về nhà thì ông về được tới nhà luôn an lành chưa sao đó. Thì được cỡ chừng là 5-6 ngày sau đó, ông cũng đi, ông quên cái chuyện đó rồi, xin số không được thì thôi, mà sao mà nghe cho nó rùng rợn quá, mấy người khác Vũ cũng xin, ông cũng không có xin nữa, ông nói thôi rồi tao không đi mày ơi. Thì những người bạn giống như là chú Tuấn nè, rồi chú Cẩm, chú Giang cũng rủ người khác đi ra mà đó xin, nhưng mà cũng không có được kết quả gì, cũng không có thấy cái gì, mà cũng không có số trúng được cái gì hết trơn á. Đó, thì cũng nói với lại bác hai này nọ, ừ cũng ra ngoại sinh rồi không có mày ơi, mà sao bữa đó mày dời vậy. Thì bác hai ông cũng kể, ông nói là bữa đó tao cảm giác vậy đó, mà tao nghe y gian vậy đó. Đó, mày đừng nói dốc mày ơi, chứ nếu mà chỗ đó mà có như vậy, linh như vậy thì tụi tao đi ra sinh là thế nào tụi tao cũng được cho số rồi. Tại sao tụi tao không được cho số, mà mày là mày nói là có cái dông nói chuyện sau lưng mày gì, mày nói dốc quá, mày nhát thì mày chịu mày nhát đi. Ừ, mấy bay nói sao bay nói, chứ thật sự tao thấy sao, tao cảm giác sao, tao nói y vậy đó. Mà tao nói với bay tốt nhất là bay đừng nên vô ngoại sinh chứ, tao thấy ngoài đó kỳ kỳ sao á. Thôi mày ơi, mày khỏi nói giọng tốt, xin gì, xin hoài cũng có cho gì đâu mà xin. Xin mấy lần rồi mà quánh toàn là chật, xin gì nữa xin. Thì những cái ông chú đó cũng không có xin xỏ gì nữa cả nhà. Đâu khoảng chừng là nó 5-6 ngày sau á, thì bản thân của bác hai dẫn đi chơi như vậy. Cái tối đó ổng mới đi nhậu
Ổng nhậu thì ổng cũng không có xỉn gì, ổng nhậu cũng gần nhà thôi, và lần này ổng nhậu thì chỉ có mình chú Tuấn với lại hai người khác chứ không có chú Cẩm với chú Giang. Cái ổng nhậu xong ổng đi về, mà cái đoạn đường từ cái chỗ mà ổng nhậu đó để mà ổng về tới nhà của ông bà Út thì nó độ khoảng chừng 200 thước, ngắn ngủn vậy đó. Con cái thì nhà cửa thì ít rồi các bạn biết rồi, mà nhậu thì nhậu tới khuya, lúc đó là bà con một hai cái nhà đó thì người ta cũng ngủ rồi chứ đâu có ai mà còn thức. Bắt hai ông đi ngoài đường mình ên vậy đó. Cái ông đi, ông đi, đi đi đâu có chừng là mới 20-30 thước khỏi cái nhà của người bạn à, thì ông có cái cảm giác sao mà nó rùng rợn quá. Ủa sao bữa nay làm như xương lạnh, hay là tại mình yếu trong người, mình nhậu rồi rồi mình có cảm giác rần rợn vậy ta? Thì ông cũng là suy nghĩ trong đầu kiểu vậy thôi. Ông cũng đi đâu 5-3 bước nữa thì ông mới nghe ở phía sau á, là cái kiểu giống như là cũng có tiếng đi theo, mà cái tiếng đi này cái kiểu giống như là cái người này cũng lớn lắm hay sao mà đi bập 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 vậy. Ông muốn quay mặt là ông dòm thì ông không thấy. Ông bước đi 2-3 bước nữa thì ông dòm nữa là không thấy. Mà cái cảnh tượng lúc này bác hai đang đứng ở một cái con đường mà xung quanh toàn là cái bóng đêm, mà bản thân ổng trước đó cỡ 10 ngày trời đó thì ổng đã đi xin số và ổng đã có cái cảm nhận đó rồi, thì hôm nay một mình trơ trọi giữa cái khoảng tối, cái không gian tối om tối mù như thế này mà không có một cái đèn nào đi theo cả. Cái cảm giác của cái ngày xin số đó một lần nữa nó lại tái diễn cả nhà. Tự động lúc đó ông lại nhớ là cái lúc mà ông đi xin số, và càng nhớ thì ông càng sợ. Cái ông mới quay mặt ông dòm nghe. Ông dòm mấy lần đó mà ông không thấy, thì chân cẳng ông lúc này cũng hơi là quýu rồi. Ông mới ráng ông bước. Ông bước cho thiệt là nhanh á, theo kiểu là chạy thì chưa có đến độ chạy, nhưng mà đi theo kiểu đi như chạy vậy đó. Nhanh nhanh lên. Ông cố gắng ông đi. Ông đi như vậy là độ khoảng chừng 50 thước rồi nha. Ông nói là chừng 50 thước. Cái kiểu như là ông cảm giác ở phía sau á là cái gì đó nó kỳ kỳ, giống như là nó ở gần mình vậy đó, cứ làm cho ông ngoái lại hoài. Lần này ông ngoái lại thì ông lại không gặp nha cả nhà. Có một cái á, ông không gặp nhưng ông lại nghe cái tiếng nói, mà cái tiếng nói này nó lại y như cái lần mà ông đi ra ngoài đó xin số, và nó phát ra ở khi mà ông quay mặt lại rồi đó cả nhà, thì nó phát ra theo kiểu là ông cảm giác được là nó đứng chỉ gần ổng thôi, nó vẫn đứng trên đường nhưng mà không hiện hình thôi, cỡ chừng cách ổng chừng là 5-6 thước à, kiểu vậy đó. Mày chết, cái giọng nó khao khao nó cực kỳ ghê luôn. Thì lúc này ổng nghe tới đó là ổng quay đầu ổng cắm cổ ổng chạy rồi, ổng không còn chịu nổi nữa. Các bạn có liên tưởng được không? Khi mà ông bác hai á, ông đang đi bình thường rồi ông có cảm giác rồi ông mới quay mặt lại, thì ông lại nghe cái tiếng nói đó, là và cái tiếng nói đó nó đứng cách ông chừng khoảng là chừng 5-6 thước thôi, mặc dù ông không hề thấy một cái hình ảnh nào cả. Nhưng mà cái tiếng nói đó thì ông không nghe lầm được, ông mới quay mặt lại ông chạy cả nhà. Ông chạy kêu bằng ông chạy dữ lắm luôn nha. Ông chạy quá trời chạy, ông chạy về tới nhà ông chạy ông đập cái cửa. Thì bác ba là cái người mà hay canh cửa cho ông bác hai, bởi vì bản thân của ông bác ba tuy là khuyên bác hai không được nhưng mà lại thương thương ông bà Út, thương tía má của mình. Bác ba đêm nào cũng vậy, phải đợi cửa khi mà ông bác hai ông về là mở cửa nhẹ nhẹ, chứ để thôi ông đập cửa hay ông kêu này nọ đó thì tía má của mình thức dậy rồi sáng lại đi làm lại mệt mỏi nữa. Bác ba không có hiếu lắm cả nhà. Cái ông mới nghe đập cửa, cái ông bác ba ông mới cằn nhằn, ông nói ông làm gì vậy, đừng có la lớn coi, đừng có đập coi, tôi ra tôi mở cửa cho ông nè, ông làm gì, ba má thức sao, tía má thức sao? Mở cửa cho anh ba ơi, mở lẹ mày ơi. Thì lúc đó bác ba mới mở cửa ra thì ông mới nhào vô trong nhà, ông chạy thẳng lên trên cái chõng vạc, cái mùng ông chui vô mùng, ông lấy chăn mền ông chùm kín mít. Cái bác ba ông mới đi ra, ông đóng cửa lại, ông nội này bữa nay sao thiếu nợ người ta, bị người ta rượt hay gì. Trong lòng bác ba là suy nghĩ như vậy nha. Cái vô nằm, đóng cửa xong rồi cái bác ba ông vô nằm thì ông nói nhỏ nhỏ thôi, ông đâu có dám nói lớn, ông chỉ nói là đủ cho ông bác hai nghe thôi. Ông làm gì mà ông nằm mà ông chùm nguyên cái mền chùm đầu chùm đít vậy, bộ ông thiếu nợ ai rồi người ta đòi người ta rượt ông ta đánh ông hay vậy? Không có ba ơi, không có thằng ba ơi, mày ngủ đi, tao cũng ngủ nữa,
mày đừng có hỏi tao vậy chân, tao tao mới nói đâu. Mà sao ông có thiếu nợ thiếu nần gì người ta mà người ta đòi ông không trả, người ta vừa không không có thì ông nói. Thật thiệt tình, tôi nói thiệt, tôi hết biết nói nổi ông luôn anh hai. Sao mà tuổi này rồi mà ông cứ làm cho ba má buồn hoài vậy? Cái gì đó mày, là tao lại mày sáng giờ mày nói chỗ bây giờ mày đừng có nói. Đó. Cái bác ba ông im, ông không nói. Tới sáng á thì ông bà Út đi làm, đi đổ mấy cái vớn đặt cá này nọ nè cả nhà. Thì bà bữa nay á, thường ngày á là ông bác ba ông đi theo ông phụ, nhưng mà bữa nay ông có công việc riêng của ông, nhận làm thuê làm mướn cho ai đó, cho nên là chưa có tới giờ ông làm. Tới khoảng là 9 giờ trưa, 9 giờ sáng á, thì ông mới đi làm, còn lúc đó là còn sáng cỡ chừng 6 giờ mấy 7 giờ à. Cái ông mới kêu ông bác hai ra, ông nói là giờ ba má tía má đi rồi nè, ông có gì thì ông nói tôi nghe, chứ sao mà đêm hôm ông làm gì mà ông chạy dữ vậy. Rồi ông chùm đầu chùm đít mà tôi thấy ông cà rung á ông hai. Ta nói cho mày cái này nè, mà ta nói mày nghe nha, mày đừng có nói với tía má mà công ông bà chửi tao cằn nhằn, tao bứt rứt tao bỏ tao đi nữa. Thì bây giờ ông nói đi, tôi coi có chuyện gì, mày hứa đi, giờ tao nói cho mày nghe. Thôi tôi hứa với ông đó, ông nói đi. Thì lúc này bác hai mới kể lại cả nhà, kể luôn cái việc mà mình đi xin số, rồi kể luôn cái việc mà mình có cái cảm giác rồi mình bị nhát như vậy. Cái bác bà ông nghe cái ông tức rồi, ông nói tôi hết chịu nổi ông luôn rồi anh hai, hết chuyện hay sao á. Mà cái chỗ đó khi mà mình mới về đây, bà con người ta đã cho mình biết rồi, là cái kiểu giống như là bây giờ nó không còn nhát như hồi trước, nhưng mà dẫu sao là người ta nói hình như là còn. Mà ông nghĩ sao ông rủ bạn bè ông ra đó ông xin số, bộ ông ghiền cờ bạc nó ăn vào não ông rồi chứ mất lý trí hả anh hai? Tao nói mày thì tao lỡ rồi, mày làm ơn tao kể cho mày nghe để coi mày có giúp được gì cho tao hay không. Thôi tôi hết biết ông luôn, nhưng mà bây giờ nè thì thôi tôi cũng có ít tiền, bây giờ ông chạy ra ngoài đó ông mua trái cây đi, rồi tôi với ông đi ra ngoài đó cúng. Tại vì tôi cũng nghe bà con mấy người lớn tuổi người ta nói á, là cũng cúng rồi cũng hết. Nếu như mà ông làm động tới nó quá, nó làm vậy thì cũng nhiều nhiều chút xíu. Thì lúc đó ông bác hai ông suy nghĩ, ông nói, thôi giờ mày dán mày giúp tao, tao mày ra ngoài đó cúng. Hai anh em mới đi ra ngoài đó cúng cả nhà. Mà ngay cái bữa đó thì ông bác ba kiểu mà ông cũng thương, cho nên là ông nói thôi để tôi chạy qua bên kia, tôi xin người ta là cho bữa nay tôi nghỉ, rồi bữa nay tôi ở nhà tôi cúng với ông, rồi tối nay có gì tôi ông ra đó cúng nữa. Mày mày điên quá, cúng cúng bằng ngày thôi, bằng đêm bằng tối tao không có đi đâu. Tiền bác ba ông nói ông đi thì để tôi đi, có gì đâu, mà trưa nay là ông phải ra đó mà cũng ông mua đồ lẹ lẹ về đi rồi ông cúng với tôi, chứ cái chuyện đó ông làm ông phải là cái người ra mà đó cúng mới được đó. Thì hai anh em cũng làm vậy, cả nhà cũng cúng cúng xong xuôi rồi về. Thì chiều á cái bác ba ông lén ông đi ra ngoài ông cúng thêm lần nữa, chứ ông không có đợi cho tối. Thì cái ngày hôm đó thì không có sao, nhưng qua ngày hôm sau đó thì hai anh em đang ngủ ở trong nhà một cách bình thường như vậy, thì tự dưng á bác ba ổng mới nghe bác hai á theo kiểu là ổng đưa cái tay lên vậy nè, ổng đỡ một cái gì đó mà ổng la, la bác ba ổng giật mình, ổng mở mắt ra ổng thấy được cái hình ảnh là bác hai ổng đưa tay ra ổng đỡ. Ổng đỡ mà cái miệng ổng là theo cái kiểu là ổng mà cái đầu cũng ráng dùng dãy nè cả nhà. Cái bác ba ổng làm cái vai á, anh hai cái gì vậy anh hai, trời ông làm gì vậy anh hai, tỉnh dậy nay ơi, tỉnh dậy nay ơi. Thì hồi sau á, thậm chí tới cái lúc mà cái tiếng nói của ông bác ba lớn rồi thì ông bà Út ở trong nhà có nghe, là mới chạy họ mới lên tiếng hỏi là cái gì đó, thì giấu không được cho nên là bác ba nói ra luôn, không biết sao anh hai ông mới gì nè. Thì ông bà Út mới chạy ra, thì lúc mà chạy ra tới chỗ là đập 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 mấy cái đó thì ông bác hai ông giật mình thức dậy. Ông tỉnh dậy là mặt mày ông là nhìn vô là biết ông hoang mang, ông sợ hãi dữ lắm cả nhà. Mà hỏi ông á thì ông câm như hến luôn, ông không trả lời được một câu nào và ông cũng không dám nói một cái từ nào. Thậm chí ông bác ba ông định kể lại cái việc mà hôm trước á bác hai đã kể cho ông nghe, để mà kể cho ông bà Út nghe, thì ông nhào tới ông nắm ông lôi, ông nắm ông lôi ông gịch là ông bụm bụm cái miệng theo kiểu là ông chồm chồm tới định bụm miệng của bác ba đó là không cho nói. Cái
thấy là hoang mang dữ lắm nha. Ban đầu thì ông bà Út còn nói mày đâu mày nói coi ba, thằng ba mày nói coi, còn thằng hai mày mày tránh ra cho em mày nói. Thì bác hai ông làm dữ lắm cả nhà, ông không cho nói. Lúc đó là ông không bị nhập nha, ông không bị nhập bị gì chứ, nhưng mà lúc này ông hoang mang, ông sợ hãi rồi. Cái cuối cùng thì ông bà Út với lại bác ba cũng phải chiều theo. Rồi ông bà Út mới đi vô trong nhà đó, rồi lấy cái con dao mà cái loại dao mà nó bị xét, nó bị cùng ở cả nhà, là để trên đầu nằm, là để dưới á, để dưới cái chiếu á, cho bác hai ông nằm, ông ngủ. Cái ông nằm vậy nhưng mà thật ra ông thức, ông ngủ mới được ở nhà, ông không dám ngủ, ông sợ ông không có dám ngủ, ông cứ vậy đó mà ông thức tới sáng. Tới sáng rồi cái ông lật đật ông chạy qua bên quán á, cái quán mà ông hay tụ tập bạn bè này nọ đó. Cái ông mới cởi cho mấy người đó nghe, là nhưng mà ông không có cởi ra cái tường tặng là cái gì, ông chỉ nói là bây giờ mà lỡ cái trường hợp mà đi xin số mà bị ma quỷ nó theo á là làm sao. Thì mấy cái người đó nó thì mày cúng chứ làm sao, còn cái ông mới nói là giờ cúng rồi là không được nữa thì làm sao. Thì bây giờ cúng mà không được nữa thì đi có thầy, mà mày bị cái gì hả? Thì bản thân bác hai ông không dám nói nha. Cái ông mới đi về, ông nói chuyện cho qua lo xong đi về. Ông về ông mới kể cho bác ba nghe là tối đêm hôm á, ổng đang ngủ vậy đó, thì ổng mới nghe cái tiếng kêu. Kêu ổng là từ cái phía bên ngoài á, ngoài sân á, ổng mới nghe. Thì ổng đâu có biết nằm mơ đâu cả nhà. Ổng nghe kêu tên ổng thì ổng ơi, ai kêu thì ổng ơi, cái gì á. Thì ổng vừa trả lời vậy đó, ổng mới dòm ra ngoài trước á, thì ổng thấy một cái bóng. Cái bóng này nó rất là lớn, cỡ gần như là gấp đôi người bình thường, mà nó đứng là quay lưng lại nha. Cái trong cái giấc mơ thì ông bác hai ông thấy cái sao mà cái người này lạ lùng vậy, sao nhìn thấy cái bóng người giống y chang bóng người, mà người gì mà lớn như vậy trời. Là trong giấc mơ nó kiểu hiếu kỳ, nó không có phân định được nhiều cả nhà. Cái ông mới bước ra, ông mới dòm chỗ kỹ theo kiểu là cũng đứng thập thò, ông dòm coi là cái gì đó. Thì cái lúc đó nó quay mặt qua một cái chào, cái răng nanh nó dài ngoằng, cái mặt nó mặt quỷ. Ông nói là ông không, lúc đó là ông không có kể cho ông bác ba nghe, là ông diễn tả khuôn mặt ra làm sao. Ông chỉ nói là mặt quỷ có nanh thôi. Đó thì nó mới quay mặt, nó dòm ông một cái, nó mới nhào lại. Ông mới quảng hồn quảng vía, ông nhảy trong nhà. Thì cái lúc mà ông nhảy vô không biết làm sao, ông đập cái đầu vô cái cột. Ông nằm mơ á, ông thấy ông đập đầu vô cái cột. Thì ông ngửa cái đầu ông ra như này cả nhà. Có nghĩa là cái người ông ở thì bên trong, mà cái đầu ông á với cái cổ của ông á thì nằm bên ngoài. Thì cái con quỷ nó chồm tới cả nhà, chồm tới, nó đưa cái tay xuống thì ông mới lấy cái tay lên ông đỡ. Mà ông làm đâu có lợi. Bởi vì ông cứ văng quăng 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 quăng, mà may mắn là có ông bác ba với lại ông bà Út mới kêu ông thức dậy được. Thì coi như là một cái lần mà ông thoát chết đi. Cái thấy vậy ông dời ông mới nói cho bác ba nghe. Thì bác ba mới lật đật nắm tay ông lôi ra cái chỗ mà ông bà Út làm á. Thì mới kể cho ông bà Út nghe. Ông bà Út nói trời đất ơi, mày hết chuyện rồi, mày đi ra ngoài đó mày xin số. Mà cái chuyện này nói ra thì người ta còn chửi mày thêm, chứ ai mà giúp đỡ cho mày. Thì thôi bây giờ lỡ rồi. Mới đầu thì ông Út cũng la cũng mắng lắm cả nhà, phải tức chứ, phải giận thôi. Nhưng mà thôi, thấy mọi chuyện cũng qua rồi, cũng lỡ rồi, thì bây giờ phải tìm cách giải quyết. Ông bà Út mới nói là thôi bây giờ đi hỏi thăm coi có cái ông thầy nào giỏi đi chển để nhờ ông. Thì cái lúc đó ông bà Út á mới dẫn ông bác hai và thậm chí bác ba cũng đi theo luôn, là đi lên trên một cái ông thầy, là nhờ cái ông thầy đó. Thì khi mà ông thầy đó ông dòm thấy vậy đó thì ông mới cho uống nước bùa, rồi ông mới cho đeo bùa rồi về. Rồi bản thân ông thầy cũng có về, mà ông về ông đi ra ngoài đó ông chỉ cúng thôi. Ông cúng xong rồi ông cũng về, ông nói thôi rồi đỡ rồi xin giùm đó, chắc không sao đâu. Thì sau đó thì im ru nha cả nhà, im ru được đúng 2 năm trời. Thì cái ngày đó là cũng ngay vào cái ngày sau này mới nhớ lại, là ngay vô cái ngày mà bác hai ông đi xin số, ngay chốc cái ngày đó luôn. Là cái bữa đó ông bác hai ông bị tai nạn cả nhà. 2 năm sau thì bác hai ông cũng, nói chung là ông cũng giảm được cái việc cờ bạc của ông. Ông cũng phần nào ông cũng lo làm ăn, nhưng mà cũng còn chơi. Có cái là thay vì hồi lần chơi 10 thì bây giờ chơi 1-2 à. Đó. Nên cái cuộc sống cũng diễn ra một cách bình thường cả nhà. Có cái là không vợ thôi. Thì lúc đó là ông bác Út á, là đã có vợ rồi, và vợ đang mang thai cũng được là đâu nửa năm rồi đó. Cái lần đó thì nhà mới hay được cái tin là khoảng giờ chiều mà sập tối, 5 giờ mấy, gần 6 giờ tối cả nhà. Thì cái lúc đó là cái tháng 10 nó mau tối dữ lắm.
5 giờ mấy là thấy trời mà trong đó vắng nữa, mà cây cối nhiều nữa, cho nên là 5 giờ mấy là giờ giống như là bây giờ mà mình 6 giờ mấy gần 7 giờ tối vậy đó, nó tối hù à. Cây đang ở trong nhà như vậy thì có người chạy về cho hay là ông bác hai ông bị tai nạn. Thì cái lúc đó đó là trong nhà đó cũng sắm sửa mua được cái chiếc xe cả nhà. Cái chiếc xe cúp á. Thì cái lúc đó là ông bác hai ông cầm ông đem đi ông giao đồ, lần này là không phải ông đi chơi nha, ông đi giao cá này nọ cho người ta đó. Ông giao xong rồi cái ông mới chạy về, thì ông chạy về cũng gần tới nhà rồi. Chỉ còn cách chừng 2 cây mấy số nữa thôi. Thì cái chỗ đó là cái chỗ cái cua quẹo nó rất là dễ chạy, không bao giờ khó khăn gì cả. Mà trong khi chiếc xe của ông bác hai á, là cái lúc mà ông chạy ông té đó là có người ta thấy nha. Người ta thấy ông quẹo qua một cách bình thường. Mà người ta đang ngồi ở trong nhà, người ta dòm ra, người ta dòm chơi đó, thì người ta thấy rõ ràng ổng quẹo một cách bình thường, không có gì chứ. Tự nhiên người ta mới quay mặt xong, quay mặt ra chỗ khác, cái là nghe một cái rầm. Người ta mới thấy cái té cũng nhẹ hiều, không có gì chứ cả nhà. Người ta mới nói, ủa ai té xe ông nổi đó, ông chạy gì kỳ vậy, mới đây chạy cái cua quẹo dễ chạy thấy ghê, mà ông chạy cũng chậm rù mà sao vậy. Nó thì mới đi ra. Ta chạy ra thì ta thấy ông bác hai ông nằm chà bãi. Mà ông nằm, ông không thở không gì hết cả nhà. Cái mới xúm nhau lại á, là đưa ông lên trên nhà thương. Mà đưa lên là cũng không kịp. Ông mắc luôn cả nhà. Thì cái đó là cái tai nạn của ông bác hai thôi. Lúc đó cả nhà cũng nghĩ là tai nạn của ông bác hai cả nhà. Chứ hoàn toàn không có biết cái gì cả. Tại vì cái chuyện 2 năm trước rồi, đâu có xảy ra cái việc gì đâu. Và cả 2 năm nay bản thân của ông bác hai, ông cũng không có gặp cái hiện tượng tâm linh ma quỷ gì cả trong giấc mơ và kể cả hiện thực. Thì lúc đó cũng không ai biết gì trên cả nhà, và hoàn toàn đều cho rằng là do ông bác hai ông quá xui thôi. Nhưng mà người ta nói là cái câu là tới số đó, chạy xe chậm mà chạy ngay cái chỗ đó, quẹo nó dễ mà không biết ông quẹo sao ông té xuống. Ông té xuống được cái xe nằm ở trên rồi ông mới lăn xuống cái đường. Chỉ có giống như lực nó có bực, cái bực nó cao là khoảng chừng 1m2 rồi cả nhà, vậy mà ông mắc. Thì sau đó cũng làm đám tang này nọ cho ổng xong xuôi hết trơn luôn. Thì gia đình của bà Út thì cũng sống cố định ở đó mà cả nhà. Cái cũng im ru vậy đó, không có về này nọ, cũng đi ra ngoài cái chỗ mà ổng chết á. Thì nhờ sư kêu tên gọi họ ổng về này nọ, cho ổng được ở trong nhà này nọ. Thì ổng cũng về cả nhà. Chứ ổng không có phải là ổng ở ngoài cái chỗ đó. Nhưng mà ổng về gia đình không biết. Im ru à nghe. 49 ngày, 100 ngày, thậm chí là cái đám giỗ của ổng cũng không xảy ra việc gì. Nhưng mà qua 3 ngày sau cái ngày đám giỗ của ổng á, thì lúc đó bác ba ổng gặp cả nhà. Bữa đó đó là ông bác ba ổng đi về, thì con ổng bây giờ nó cũng đã 1 tuổi mấy rồi. Thì mỗi lần mà ổng đi làm gì á, ổng mới tranh thủ về sớm để ông phụ. Cái bữa đó ông đi thì ông về cũng rất là sớm nha, có chừng 7 giờ mấy tối à. Trong nhà là gia đình vẫn còn ở trong nhà vậy đó. Cái ông về ông quẹo vô trong nhà, xong rồi ông đem xe vô trong nhà này nọ xong hết trơn rồi nha. Ông vô ông thăm con các kiểu đâu có 8 giờ mấy gần 9 giờ tối đó. Cái ông mới đi ra bên ngoài theo kiểu là định là hút điếu thuốc rồi hứng cái gió chút xíu rồi vô. Cái ông mới nghe. Ông nghe là kêu tên ổng. Nghe kêu tên rõ ràng luôn. Cái ông nói, ủa ai kêu mình vậy? Thì ông mới quay mặt ngang. Ông quay mặt ngang thì ông thấy ông bác hai á. Ông bác ba, ông thấy ông bác hai, ông ngồi á. Cái nhà á, cả nhà. Là bên hông bên phải á. Là nó xéo, tính từ cái cột ở ngoài trước á nha. Xéo qua bên cái vách, bên kia là mấy cái hàng, mấy cái cây, kêu bằng mấy cái cây bông mòng gà á cả nhà. Là gia đình trồng nguyên một dãy gần nhà vậy đó. Ông mới đứng ở bên kia đó. Ông đứng, ông dòm ông bác ba, ông khóc. Thấy rõ ràng khuôn mặt của ông luôn. Không phải là khuôn mặt xanh lè vậy chứ. Mặt y chang như cái bộ đồ mà cái lúc mà ông mắc. Ông mặc vậy đó. Rồi cái mặt ông buồn xo nha. Ông dòm mà ông khóc. Không thấy nước mắt vậy chứ. Nhưng mà ông kêu ông khóc hết hết. Ông khóc xong cái bác ba ông giật mình. Kêu bằng ông nổi da gà da gịch. Ông nổi đầy vậy chứ. Ông dòm, vô mắt ông dòm kỹ lại. Thì lúc này ông không còn thấy nữa. Không còn thấy nữa cả nhà. Cái nó gì kỳ kỳ trời, sao mà anh mình mắc một năm nay rồi, làm giỗ 3 ngày trước đó, giờ có gặp cái gì đâu mà sao bữa nay gặp ổng.
Cái bác ba ông mới đi vô, ông nói không lẽ mình sao mà không lẽ mình ăn đám giỗ ông bữa đó là mình khấn khấn nguyện này nọ rồi ông về cho mình thấy hay sao ta. Cái bác ba ông mới vô ông đốt cây nhang ông cúng. Thì lúc này bà Út á, kiểu bà ít có khi nào bà ngủ sớm được, cho nên là lúc đó bà đi ra, bà vô tình bà đi ra thì bà gặp ông bác ba rồi đốt nhang cúng. Mà nào giờ cúng thì cúng giấc chiều rồi cỡ sụp tối là cúng rồi, mà sao ban đêm ban hôm không có nào giờ, không khi nào bác ba ông đốt nhang cúng ban đêm kiểu đó chân á. Cái bà Út mới nói ủa thằng ba làm gì bữa nay bay đốt nhang đêm cho anh bay vậy. Dạ má con nói cái này má nghe má ơi. Thì mới kêu bà Út lại bà kể lại hồi nãy. Cái bà Út nói thì không con, cái kiểu bà Út cũng thương con cả nhà, thì nói vậy cái bà rơm rớm nước mắt, bà nói thì không con, thằng hai nó về hả con, thì con cũng không biết nữa má ơi, mà sao mà nãy con nghe kêu tên con, thì con quay mặt lại con dòm thì con thấy anh đứng ở bên cái hàng bông mòng gà, anh đứng ở sau lưng á, anh dòm mà cái mặt anh buồn hiu, anh mặc cái bộ đồ y như là lúc trước vậy đó má. Cái bà Út nói trời đất ơi không lẽ nó về ta, mà sao nó về nó khóc, không lẽ nó cần cái gì. Thôi bây giờ tao nói với bay như vậy, ngày mai á rồi bay coi á, bay đi công chuyện sẵn rồi bay mua ít đồ ăn, mà cái lúc sống á thằng hai nó hay thích ăn đó, rồi bay mua mấy cái giấy tiền vàng bạc nè, rồi mua mấy cái đồ nhà cửa đồ và bằng giấy đó đem về con để đốt cho anh bay. Thì ông bác Út xin lỗi cái nhà làm bác ba đó, ông nghe vậy ông nói dạ, để mai con làm má ơi. Thì tối đó là ông bác ba ông nằm ngủ nằm mơ nữa cả nhà, mà trong nhà là không ai thấy nha, chỉ riêng một mình ông bác ba ông thấy, ông nằm mơ ông thấy luôn. Cái ông mới thấy là trong cái giấc mơ ông đang đi nha, ông đang đi làm, ông đi làm á, cái ông mới nghe kêu là ba ơi ba ơi, mà kêu cái giọng là giống như là ứa ứa nước mắt vậy đó. Ông quay mặt lại ông dòm, ông quay mặt lại ông dòm thì ông thấy ông bác hai đứng ở bên đường nó ngoắt ông lại nói ba ơi ba. Ủa anh hai, anh hai anh về anh thăm tôi anh hai. Cái vía của ông bác ba thì ông khôn và ông nằm cho mơ, nhưng mà ông biết là kiểu giống như ông biết nằm mơ hay gì đó. Ông nói là ông nhớ là anh hai mình đã mất rồi, mà bây giờ ông về là chỉ có cái ông về ông thăm mình thôi. Cái bác ba ông mới hỏi em nói là anh hai, anh về anh thăm tôi anh hai. Cái bác hai ông nói mà ông khóc nè, ông nói anh giờ anh thăm mày mà thằng ba ơi, mày nói với tía má mày coi á, đi kêu thầy giùm tao ra ngoài cúng cho tao về, chứ tao ở ngoài á tao về nhà không có được. Ủa cái gì mà sao mà anh về nhà không được, cái lúc mà anh mắc á là cúng kêu tên gọi hồn anh về rồi, hình như là tôi nhớ là hồi hồi tối là tôi thấy anh đó, anh đứng ở ngoài cái hàng mà bông màu gà phải không anh hai. Tao đứng đó đó, nhưng mà cái này á nói mày cũng không có hiểu đâu, phải thầy cúng này nọ mấy sư cúng tụng niệm rồi đó tao mới nương theo cái đó tao về được. Tao về nhà là mày biết à, thì lúc đó là chỉ nói vậy nè. Cái bác hai ông làm cho bác ba thức dậy, bác ba ông thức dậy rồi ông cứ suy nghĩ hoài, mà lúc đó là cũng ông nói là cũng là cỡ 3 giờ rồi nha, 3 giờ sáng á. Cái ông mới dán ông nằm không ngủ, cái đâu đợi có chừng 4 giờ mấy á, ông đợi cho ông bà Út thức dậy cúng kiến rồi nè cả nhà, cái ông mới ngồi dậy. Ông ngồi dậy ông đi ra ông đợi cúng kiến xong rồi ông mới lại ông cởi như vậy á, thì ông bà Út mới nói thôi chị bây giờ sáng mày đi mua đồ liền đi, giờ có gì á tao đi nhờ mấy ông sư, mấy ông lại ông tụng niệm giùm, sư ở trong cái chùa đó cũng rất là hiền lành, nhờ là sư, nếu mà sư không có kẹt công chuyện gì là sư tới sư giúp à. Đó thì cái lúc đó đó cả nhà, bác ba mới đi ra ngoài chợ mua đồ rồi ông cúng, thì ông cũng cúng cũng đốt như vậy đó. Nhưng mà cái bữa đó thì ông sư cũng chưa có rảnh, ông hẹn là phải 2 ngày sau. Thì trải qua 2 ngày cũng bình yên không có gì hết trơn, không có về trong giấc mơ cũng không có thấy gì hết trơn. Nhưng mà tới cái ngày mà ông sư ông về á, ông mới đi ra ngoài đó ông cúng, mà ông cũng không biết cúng như thế nào. Tại vì nếu mà so cái giấc mơ á là chỉ còn cái cách á là ông đi ra một cái chỗ mà ông bắt hai ông mắc á, rồi ra đó cúng rồi kêu tên họ rồi đọc kinh này nọ cho rồi kêu rồi dẫn dắt cái vong hồn của ông bắt hai về thôi. Cái sư mới làm xong cái đó.
Sư làm xong cái đó cái sư cũng về cả nhà. Cái em ru nha, em ru đâu cũng là 4-5 ngày á. Thì bữa đó ông bác ba ông không nhớ rõ là cái ngày thứ tư hay là cái ngày thứ năm gì đó. Cái gia đình đang về, về là cả gia đình là ở trong nhà đang ăn cơm nước này nọ nha. Và nói chuyện cũng rất là vui vẻ bình thường. Và nghĩ rằng là ông bác hai ông không về nữa là chắc là ông là được tội nguyện cái ý định của ông rồi. Chắc là do ông chết hồi trước là ông chết theo kiểu là ông chết hoang á cả nhà. Nghĩ là ông chưa có tới thọ mà ông chết á. Thì bây giờ ông dương vắn cái chỗ mà ông chết, cái thân xác ông ngã xuống ở đó. Rồi ông không có về, hay hoặc là lúc mình kêu nó có một cái số vấn đề gì đó mà trong hồn của bác hai ông không về nhà được. Thì gia đình nó kiểu là cũng suy nghĩ như vậy thôi. Cái tới khi mà chuẩn bị đi ngủ thì cái lúc đó cũng gần 9 giờ đêm rồi. Và thường á thì đi ngủ á là bác ba là cái người đóng cửa nha. Và đợi cho ông bà Út vô trong buồng rồi đợi cho vợ mình với bồng con vô trong buồng rồi thì ông mới đi ra ông đóng cửa. Cái lúc này ông bác ba mới vừa đi ra tự nhiên ông thấy lạnh người cả nhà. Ông lạnh người mà ông run lên một cái ông giống như là ai mà nhào vô người ông mà giống như cũng đá mà ông ôm vô vậy đó. Cái tự động ông tối tăm mặt mày ông không còn biết gì nữa. Thì cái lúc này ông bà Út ở trong nhà, ở trong buồng á, và vợ của ông bác ba đó, bác ba gái đó ở với lại đứa con ở trong buồng luôn, hai cái buồng gần nhau. Cái ông bác ba ông đi vô nha, là lúc này ông đã bị bác hai nhập rồi đó. Được bác hai nhập. Nhập vô cái mới đi lại cửa buồng kêu là tía má ơi, tía má, mà kêu cái giọng lơ lớ chứ không có giống như giọng bác ba nha. Cái ông bà Út ở trong buồng mới trả lời ra, ủa cái gì vậy? Cái gì mà bữa nay mày kêu cái giọng gì nghe mà lạ quắc lạ quơ vậy? Cái ông quỳ xuống ông khóc cả nhà. Tía má ơi, con thằng hai nè, tía má ơi. Thằng hai gì? Trời đất ơi, thằng ba sao bữa nay mày nói chuyện cái gì kỳ vậy? Thì vừa nói đó, ông Út với bà Út mới đi ra và vén cái màn ra thì thấy ông bác ba, ông khóc. Ông ngồi ông khóc, ông quỳ mà ông lại mà ông khóc, nói con thằng hai con về rồi tía má ơi, con nhập vô em con nè, con nói chuyện với tía má nè, tại vì con hợp với nó. Trời ơi, lúc đó là ông bà Út cứ bằng lạnh người hết trơn nha. Rồi bác ba gái nè cũng giật mình cũng đi ra, mà bác ba gái lại sợ nữa, vô bồng đứa con mà cái tay bắt cà rung vậy nè cả nhà. Cuối cùng mới đi ra bên ngoài. Thì ông Út á, ông mới kêu là bà Út phải đi qua bên cái nhà hàng xóm á cả nhà, để mà bị dụ cái người mà bạn của ông Út á đi qua. Thì cái hồn của bác hai trong cái xác của bác ba là cũng không có cản. Bà Út mới đi qua bên đó, tại vì bên đó là có cái người đó là quen, mà cái kiểu giống như là thân thiết á. Mà cái ông đó lại có kinh nghiệm nữa, ông lớn tuổi hơn ông Út, là đi qua là mới hỏi cả nhà, hỏi là bây giờ là con về để làm cái gì. Thì trước đó ông Út cũng dĩ nhiên cũng đã hỏi rồi, nhưng mà khóc nhiều lắm không có trả lời được. Thì con bác hai ở trong thân xác con bác ba mới nói á, con về tại nhờ sư tụng niệm con mới về được. Con về con nói cho tía má nghe với lại thằng ba nghe, hồi đó không phải là con tại xe con tự con té chết đâu. Quỷ nó xô con á, quỷ nào, quỷ ngoài đó đó, mà bây giờ nó đi rồi tía má ơi, con ở lại con giữ cho nó đó, mà con không chịu mà con đi tía má không hiểu đâu, con phải nhờ sư tụng niệm con mới về nhà được. Thì ra cái lúc mà ông bác hai ông mắc mà người ta nói là dòm thấy ông chạy chiếc xe cũng bình thường, chạy chậm cả nhà, mà ông bị cái tai nạn. Thì dòm vô cũng y chang một cái tai nạn thôi, chứ nó không có khác một cái gì. Chứ mà thật sự là bác hai cũng bị tai nạn, nhưng mà ông nói lần đó là ông bị tai nạn nó nhẹ thôi, nhưng mà tại vì bị con quỷ nó xô quá là ông mới chết. Ông về ông nói vậy đó. Cái mới hỏi là bây giờ con quỷ nó còn ở đó không. Thì bác hai ông nói á, đi rồi, năm trước là nó đi rồi, có con ở đó là con, nó bắt con rồi là nó đi rồi, một năm sau nó đi rồi. Mà kiểu mà cứ nhắc đi nhắc lại câu đó, một năm sau đi rồi, nhắc đi nhắc lại câu đó hoài cả nhà. Cái kiểu là giống như là nhớ là cái đó rồi sợ sệt rồi hoang mang, được nói cái câu đó nó hoài. Mà thậm chí ông Út bà Út và ngay cả cái người hàng xóm đó phải nói mấy lần á thì mới chịu im, chứ không thôi cứ nói là
nó đi rồi, năm trước nó đi rồi. Thì sau đó đó ông bà Út mới hỏi là con cần cái gì. Con không có cần gì hết trơn á, con nói con uất ức con nói không được. Nhưng mà bây giờ con nói rồi, con nói được rồi, con nói được rồi, con nói cho tía má nghe là con thỏa nguyện rồi. Rồi con đi. Con đi cho con không có về được nữa đâu. Người ta bắt con đi rồi, người ta không có cho con ở. Nó là người ta bắt con đi rồi, người ta không cho con ở. Thì nói xong cái đó cái quỳ xuống khóc nữa cả nhà. Quỳ xuống khóc lại ông bà Út, ông bà Út bố đó cũng khóc, kêu bà khóc như mưa luôn. Thì sau đó cái xuất ra. Xuất ra là kể từ đó luôn nha. Là ông bác ba nói là tới thời điểm bây giờ luôn, là không hề gặp ông bác hai ông về thêm một lần nào nữa cả nhà. Rồi thì đó là câu chuyện đã kết thúc rồi. Của anh ruột của bác ba. Thì nhân qua cái câu chuyện này cả nhà, thì mình cũng không nên thử hay là tò mò những cái việc làm xin số đề hay này nọ. Nói chung là tâm linh không nên, khi mà mình không biết gì thì mình không nên đụng chạm đến những cái việc đó, nó sẽ không hay. Với lại bao giờ thì rất nhiều câu chuyện của Bảo kể rồi, những cái câu chuyện mà của những người mà mấy chú bác hay ham mê cờ bạc đó cả nhà, thì đôi khi nó không có cái kết quả tốt. Tại vì thường thường cờ bạc mà nó dẫn mình đến những cái ham mê. Tốt nhất là mình không nên chơi những cái đó. Rồi, Bảo xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở clip tiếp theo.